Xin chào mọi người. Cách phân biệt con Rottweiler lai và con Rottweiler thuần chủng. Ok, đây là một cái câu hỏi rất là khó, nhưng mà thôi, rồi, rất nhiều người hỏi. Khi mà chúng ta phân biệt cái con Rottweiler ấy, thì chúng ta đa số là chúng ta sẽ dựa vào khuôn mặt của con chó. Cái khuôn mặt nó luôn luôn là cái nhận diện đầu tiên của một cái giống chó bất kỳ, sau đấy rồi mới đến ngoại hình. Thì cái con Rottweiler ấy, những con Rottweiler lai thì mình thấy là thường là cái trán của nó không có độ rộng. Cái trán của nó này nó không có độ rộng. Cái mũi của nó thì nó có thể nó bị nhọn quá hoặc là nó bị dài quá. Ở Việt Nam chúng ta thì có hai cái kiểu Rottweiler mà chúng ta hay gặp. Một là Rottweiler pha máu béc dê. Rottweiler mà pha máu béc dê thì mặt nó không có nhiều nếp nhăn, nhưng mà cái mảng màu của nó thì nó lung tung, và cái bề rộng của cái trán là nó kém. Cái bề rộng của cái trán là nó hẹp vào như này, thành ra nhìn cái mõm nó rất là dài. Là cái trường hợp mà pha béc dê nhìn ở khuôn mặt đấy để phân biệt đấy, là một là cái trán nó rất là hẹp, hai nữa là cái màu mảng ở trên khuôn mặt này nó không có rõ nét, nó có thể là nó chấm lung tung cả này kia, rồi nó nhòe và màu mảng thường nó nhạt đó. Cái trường hợp thứ hai là cái con Rottweiler với lại những cái con rốt kiểu mặt nhăn. Thì với những cái con rốt kiểu mặt nhăn mà chúng ta gọi là rốt tàu, rốt đại ấy, là nó bản thân nó là một cái giống rốt, là một cái giống lai giữa giống rốt và cái giống chó mặt nhăn của Trung Quốc, cứ coi như là như vậy đi. Thì cái đặc điểm của con chó đấy là nó, cái con chó lai giữa con rốt và cái giống chó mặt nhăn ấy, thì trên mặt của nó vẫn nhiều nếp nhăn lắm mọi người. Cái trên cái khuôn mặt của nó, con chó ở khi mà nó như bình thường như này, kể cả nó con chó con, mọi người đã thấy nó có những cái nếp nhăn ở trên mặt rồi. Thì đó là một cái trường hợp con chó lai khác. Và ở những cái con đấy thì thường nó kèm theo nữa là cái mắt của con chó là cái mí mắt nó sệ. Cái mí mắt này nó sệ xuống này, và cái mép nó cũng sệ luôn. Thì còn cái da ở trên mặt nhá, với những cái con đấy là cái da mọi người sẽ rất là dễ nhìn thấy, nó từ con chó con nó đã có thừa rất là nhiều da ở trên đầu, chứ nó không có một cái độ nhẵn như là cái con chó thuần chủng đó. Thì với có hai cái trường hợp mà cái con chó lai mà chúng ta thường gặp nhất, là một là con chó lai pha với này con chó rốt tàu, là con chó rốt mặt nhăn, thì ở trên mặt của con chó là nó sẽ nhăn và màu mảng của nó cũng không có thực sự nét. Và cái trường hợp thứ hai là cái con rốt pha với con chó ta, pha trong đấy con chó ta có pha máu béc dê, là cái trường hợp đấy cũng gặp nhiều. Thì thường là trong cái trường hợp đấy thì màu mảng nó cũng nhòe, và cái bề ngang của cái trán này là nó bị kém, nó thiếu cái bề ngang của trán từ con chó con. Cái trán của nó mà nó hẹp thì nó cũng làm cho cái mũi của nó nhìn nó như là dài, thực ra có thể nó không dài đâu. Thường thường ấy, là mọi người sẽ thấy là những con chó lai là mõm nó dài hơn. Nhưng đấy là để cho mọi người biết được là cái chiều dài của đầu này, chiều dài của đầu này nó gấp rưỡi cái chiều dài của mũi. Đó là cái tiêu chuẩn của nó, và nó cho phép du di nó có thể dài hơn. Cái bề rộng của trán cũng như là cái bề sâu, tức là cái độ rộng của đây, người ta cái phần này người ta gọi là trán của con chó này, thì cái con Rottweiler nó có cái trán phẳng rất là rộng, và nó có khe ở giữa trán. Đó là nhận diện về khuôn mặt, về cái đầu. Còn cái con Rottweiler có cái để chúng ta nhận diện ở trên khuôn mặt nữa là gì, là cái mảng màu, cái chấm bi mắt, mảng màu hai bên của nó là nhìn chung là nó rõ nét, nó không có bị nhòe. Còn bản thân ở trong cái con Rottweiler thuần chủng, nó vẫn có những cái con Rottweiler là cái chấm bi mắt này của nó rất là to. Cái chấm bi mắt của nó rất là to nha mọi người nha. Thì cái đấy nó cũng là cái chuyện bình thường thôi, nhưng mà cái việc mà cái chấm bi mắt nó nhòe, nó không rõ ràng, nó bị méo xách sang một bên chẳng hạn này kia, thì đó, những cái trường hợp ấy chúng ta phải xem xét xem là nó có bị lai không, xem lại cái nguồn gốc của nó. Rồi, ok, đấy là về cái đầu, bề ngang của cái trán nó hẹp, và các cái giải màu của nó bị nhòe, các cái giải màu của con chó nó bị nhòe. Và dễ thấy nhất nữa là cái trán của nó bị hẹp ngang, và nó thường là những cái con chó lai thường cái trán nó bị hẹp ngang và nó thiếu cái đường rãnh ở giữa trán, hoặc nó da nó bị thừa quá nhiều, nó có quá nhiều nếp nhăn ở trên da. Cái trường hợp đấy là cũng có thể là cái trường hợp mà chúng ta sẽ phải xem xét xem là con chó nó có thuần chủng hay không. Đầu tiên là nhận diện cái con chó lai về cái đầu mặt, là cái đầu thủ là đầu tiên.
Ở nhận diện thứ hai là chúng ta nhìn cái khung hình thể của con chó. Về cái khung người của con chó ấy, nhận diện về cái khung người của con chó thì mọi người có thể nhìn siro là một con chó có khung người nó rất là chuẩn. Thì cái chiều cao của con chó với cái chiều dài của con chó nó gần như là nó tương đương nhau nhá, là một. Và cái thứ hai nữa là cái chiều cao từ chân lên đến ngực này, đây này, đây là từ chân này mà lên đến ngực này, thì nó tương đương với lại cái chiều cái khoảng cách từ ngực lên đến đây, đây tức là cái khoảng này, nó tương đương với lại cái khoảng này đó. Thì mọi người sẽ nhìn thấy con chó là nhìn trông nó người nó rất là đầy đặn, bởi vì cái quan trọng là cái khung ngực này, cái độ sâu này của cái người này đó. Thì cái con rốt ấy nhìn chung là người của nó nhìn nó rất là lực lưỡng, con chó kể cả con chó đực và con chó cái, con chó đực thì nó lực lưỡng hơn và nó to hơn, nhưng mà nhìn chung là cái cơ thể của nó rất là lực lưỡng. Và một cái đặc điểm nữa là cái bụng của con rốt này, đây là cái bụng của nó này, phần này là phần bụng nhá. Thì cái phần bụng của con chó rốt là nó gần như là bằng, gần như đường bằng, đây là hết cái phần ngực của nó đến đây này, đây là phần bụng này, mọi người sẽ thấy gần như nó bằng chứ nó không có hóp phát lên đó. Mọi người tưởng tượng là có sẽ có nhiều giống chó là nó có cái độ vát lên, nó lên như thế này, thì đấy là có thể là con chó nó đã bị pha nha mọi người nhé. Đó, cái khung người của con chó thì chúng ta có thể nhận dạng như thế để chúng ta loại được ra những cái trường hợp mà những cái con chó mà người nó quá mảnh mai. Khi mà chúng ta gặp những con chó mà người nó quá mảnh, nhìn nó lênh khênh, thì chúng ta phải đặt một cái dấu chấm hỏi xem con chó đấy nó có lai không, bởi vì đấy nó không phải đặc điểm của con rốt. Còn bản thân ở trong cái giống rốt thuần chủng nha mọi người nha, vẫn có những cái cá thể nó đặc biệt. Nó ra cái kiểu hình cái người của nó rất là mảnh khảnh. Chính là vì như thế cho nên mình nói đây là trong cái trường hợp con chó thuần chủng nhá. Chính vì thế cho nên mình mới nói là bản thân một cái giống chó thuần chủng người ta vẫn chọn lọc. Người ta loại bỏ những cái con mà nó bị lệch khỏi cái chuẩn của cái giống chó, là những cái cá thể mang cái tính chất là nó có một cái kiểu hình người ta gọi là dị hình, nó đặc biệt quá, nó khác biệt đi so với lại cái giống chó, thì những cái trường hợp đấy người ta sẽ loại bỏ, người ta không cho nhân giống. Đó là bản thân ở trong cái giống chó thuần chủng người ta còn phải chọn lọc. Chiều cao từ chân lên đến ngực thì nó tương đương với lại cái chiều sâu của ngực, tức là từ ngực mà lên đến bả vai. Và cái chiều cao từ chân, tức là từ mặt đất lên đến bả vai của con chó này, là cái quay như đây, người ta đến đây người ta tính là chiều cao này, từ dưới mặt đất lên đến đây, thì nó lại tương đương với lại cái chiều dài của con chó, là chiều dài của con chó là người ta tính cũng lại tính từ ngực này mà ra đến đuôi, ra đến mông. Thì đó là về cái hình thể của con rốt, là nó xoay quanh ở trong cái tỷ lệ đấy, chứ không phải nhất thiết nó phải tỷ lệ đấy. Nhưng khi gặp những con nào mà nó bị lệch quá nhiều, như mình nói là những con nhìn nó quá mảnh khảnh, nhìn nó như là người con Doberman chẳng hạn đấy, để mọi người dễ hình dung, hay là nhìn con rốt mà người nó như con chó Maninoi, con béc bỉ chẳng hạn, thì đấy là những cái con chó nó bị lệch ra khỏi giống đấy, nhìn nó mảnh khảnh. Cao dài nó có thể nó sàn sàn như nhau, nhưng mà cái chiều sâu của ngực thì nó lại quá là bị thiếu. Cái người của nó, cái độ sâu của ngực của nó quá là thiếu. Thành ra là nhìn con chó nó lênh khênh, thì những cái con đấy là những cái con mà chúng ta sẽ phải xem xét xem nào là nó có thể nó bị lai, hoặc là cái trường hợp dị hình. Thực ra những cái trường hợp dị hình đấy là ở trong cái nhân giống của con chó là người ta cũng sẽ loại bỏ khỏi nhân giống, chứ người ta không cho nhân giống như con chó như vậy. Bởi vì con chó nó bị lệch quá nhiều so với bảng tiêu chuẩn, và người ta ghi rõ luôn là những cái con chó quá người quá mảnh khảnh, hay là những con chó thần kinh nó quá yếu này kia, người ta sẽ loại bỏ khỏi nhân giống. Đó, có những con là nó rõ cái đường rãnh ở giữa trán, và có những con thì nó không rõ hẳn, nhưng nó luôn luôn nó có cái đường rãnh giữa trán, chứ nó không phải là kiểu chắn lồi như mọi người nhá. Mọi người sẽ để ý là có những con chó mọi người sẽ thấy là cái trán của nó lồi, nó không có cái đường rãnh này, nó lồi nó bằng luôn ở hai bên như thế này, thì đấy cái câu chuyện những con chó như thế là có thể nó là cái câu chuyện con chó nó bị pha với một giống chó khác. Nhưng để phân biệt con rốt thuần chủng với con rốt lai thì chúng ta quan tâm đến cái bề ngang của cái trán này thôi, và cái khe rãnh ở giữa này là hai cái điểm để chúng ta có thể chúng ta phân biệt được. Còn cái mũi nó dài hay nó ngắn ấy, là đó, mọi người sẽ phải so nó. Mọi người nhớ là cái mũi này, người ta chấp nhận là ở cái mũi, cái chiều dài của mũi này với lại cái chiều dài của cái hộp sọ này, là cái chiều dài hộp sọ nó gấp rưỡi cái chiều dài mũi. Một cái là 10 này, một cái 15, thì nó chênh lệch nhau không có nhiều đâu. Như thế này ấy, giả sử như trường hợp của Siro này, nếu mà tính là mũi ngắn xuống đến cái biên độ
ở đằng sau của con chó rồi. Là tức là nó rơi vào cái trường hợp mũi ngắn rồi. Nó vẫn ở trong chuẩn nhưng nó là mũi ngắn. Thì những cái con mà mọi người nhìn mà thấy nó hơi dài ấy, thì có thể nó vẫn nằm ở trong đúng cái chuẩn về cái chiều dài của cái mõm đấy, chứ nó không có bị dài quá đâu. Thì một là để ý cái trán, hai là để ý cái màu mảng của con rốt thuần chủng. Cái con chó thuần chủng thì màu mảng nó nét. Cái con chó lai thì màu mảng nó thường nhòe. Mọi người biết tại sao con chó lai thì màu mảng nó thường nhòe không? Bởi vì sao? Bởi vì trong máu của nó mang cả cái kiểu hình của một cái giống chó khác mà nó lai. Với lại cái con chó đấy có thể nó từ đời ông đời bà hoặc là kể cả từ đời cụ luôn, nhưng mà nó có một cái kiểu mảng màu khác. Thành ra là hai cái kiểu mảng màu ấy nó hòa quẹn với nhau ở trên con lai. Mình lại nói lại, trong cái trường hợp mà chúng ta muốn tìm một con rốt thuần chủng để chúng ta nuôi, ok, nhưng chúng ta đã không may chúng ta đã mua vào một cái con rốt bị lai rồi mà chúng ta biết, thì chúng ta mà thấy hài lòng với nó, chúng ta yêu quý nó thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục chúng ta nuôi nó nhá. Chứ đừng vì nó lai rồi mà thế này thế kia, bởi vì chúng ta yêu quý con chó của chúng ta là vì cái sự gắn kết của con chó với chúng ta, chứ cũng không phải là vì cái là con chó nó có thuần chủng nó chuẩn hay không. Giả sử bạn cái câu chuyện đấy là câu chuyện thực tế như mình nuôi này, giả sử như con poodle nhé, mình nuôi con poodle này. Poodle thì ở Việt Nam thì từ trước mình nuôi lâu rồi, 7 năm 8 năm rồi, thì là poodle thời kỳ không có giấy đó. Vẫn rất là yêu nó, dù có thể là cái con poodle của mình nếu so với con poodle thuần chủng, mình cũng không biết nó có thuần chủng, nó có bị pha gì không, bởi vì nó là con chó không giấy thì cũng chả có cái gì để mà biết được. Nhưng những giống này thì thường là nó thuần chủng thôi. Nhưng kể cả là nó có bị pha một cái gì đấy mà mình nuôi nó rồi thì vẫn yêu quý nó thôi. Đó. Chứ nó cũng không phải là cái vấn đề gì cả. Hay là ở nhà mình thì mình còn nuôi giống lạp xưởng này. Nuôi mấy giống nữa cơ. Là những cái con chó mà mình nuôi từ lâu rồi. Mình nuôi lúc đầu. Không tính là nhân giống mà nuôi chơi thôi. Và cũng không biết gì về cái giống chó đấy cả, thì thì thấy nhìn thấy nó đẹp đẹp thì là mua con về nuôi theo kiểu như vậy đó. Thì trong những cái trường hợp như thế, mọi người mà đã nuôi rồi thì chúng ta cứ giữ chúng ta nuôi thôi. Còn ở cái con chó tiếp theo, có thể chúng ta muốn nuôi một cái con chó tiếp theo, thì chúng ta cố gắng chúng ta chọn một cái con chó thật là chuẩn, đẹp chuẩn, để nó vừa có cả cái ngoại hình đẹp và nó vừa có cái thông minh, nó có những cái đặc tính của cái giống chó mà chúng ta yêu thích để chúng ta nuôi. Đó. Yoshi có sinh gái không? Yoshi sinh gái thế nhỉ? Đó. Và mọi người nhớ nhá, là cái con rốt thuần chủng ấy nó không thở, nó không có hôi đâu. Nếu mà vào những con hôi thì không ai có thể hít mà ngửi được như thế đâu. Đó, chứ hít vào chứ không phải thở ra nha. Không những xinh mà lại còn thơm nữa. Trời ơi. Ok. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.